Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về toán Thằng Thầy Lợi nha các bạn. Thì nay mình nói về tìm số có 8 chữ số chia hết cho 9. Cái bước đầu tiên mình nói sơ qua về dấu hiệu chia hết cho 9 trước, được chưa? Sau đó về nói về số 8 chữ số và sau đó mình giải bài tập này. Thì dấu hiệu chia hết cho 9 rất đơn giản, mình lấy ví dụ như 1 4 4. Thì số này chia hết cho 9, chia hết cho 9. Vậy các bạn lấy giúp mình hàng đơn vị nè, hàng chục nè, hàng trăm cộng lại 4 cộng 4 cộng 1 ra bao nhiêu ạ? Ra 9. 9 chia 9 được bao nhiêu ạ? 9 chia 9 được 1. Ok chưa? Vậy số này chia hết cho 9. Vậy để biết một số có chia hết cho 9 hay không, các bạn lấy tất cả các hàng cộng lại. Nếu số đó chia hết cho 9 thì cái số của mình chia hết cho 9. Ok chưa? Tiếp theo về số có 8 chữ số, mình lấy ví dụ 1 2 3 4 5 6 7 8. Được chưa? Đây được gọi là số có 8 chữ số. Thì cách thứ nhất các bạn đếm 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok chưa? Cách thứ hai là các bạn dựa vào số hàng của nó, thì gồm có hàng này, từ tay phải của mình sang bên trái, thì gồm có hàng đơn vị nè. Tiếp tục đó là hàng chục nè, hàng trăm nè, hàng nghìn nè, hàng chục nghìn nè, hàng trăm nghìn nè, trăm nghìn, hàng triệu nè, hàng triệu nè, và hàng chục triệu. Và các bạn đếm lại giúp mình, kiểm tra coi 1 2 3 4 5 6 7 8. Ok chưa? Đó là số có 8 chữ số, gồm có hàng đơn vị, hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn, hàng triệu, hàng chục triệu. Ok chưa? Rồi, để tìm số có 8 chữ số mà chia hết cho 9 thì các bạn cứ điền giúp mình từ hàng chục triệu tới hàng chục luôn. Mình cứ cho đại đi, cố gắng cho những cái số nhỏ thôi, đừng có cho số lớn quá để mình làm khó các bạn. Bắt đầu mình cho 1 0 0 1 0 1 1. Rồi các bạn lấy tất cả các hàng này cộng lại, 1 cộng 0 ra 1, cộng 0 nữa ra 1, cộng 1 ra 2, cộng 0 nữa ra 2, cộng 1 nữa ra 3, cộng 1 nữa ra 4. Thì các bạn để biết rằng cộng thêm mấy nữa để chia hết cho 9 thì các bạn nhớ bảng của chương 9 giúp mình, 4 rồi cộng mấy nữa để ra chia hết cho 9 à, thì 4 cộng 5, bởi vì 4 cộng 5 ra 9, 9 chia 9 được 1. Vậy mình ở đây mình thêm số 5. Ok chưa? Và các bạn cũng tương tự hãy cho giúp mình và kiểm tra coi cái số của các bạn cho có chia hết cho 5, chia hết cho 9 hay không nha các bạn. Rồi, thôi xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Trong quá trình hướng dẫn có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp mình để mình khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn nha. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Xin cảm ơn, bye bye.